trời tối đâu. Cậu ấy chờ một cô người mẫu. Cô là ai? Tại sao cô ôm tôi? Em vô tình đi chơi ngang qua đây, thấy anh đứng hôm qua dưới mưa lãng mạn quá, em rất cảm động. Tôi chào bạn gái tôi, chứ tôi không chào cô. Em biết. Em chỉ bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với anh thôi. Những người như anh bây giờ hiếm lắm. Em chúc anh may mắn. Rồi. Nhưng mà Nam vẫn đứng. Nam chỉ đợi có một mình cậu thôi mà. Trời ơi Nam, cậu về đi. Cậu về đi không thôi cậu sẽ cảm lạnh đó. Không. Tớ đợi cậu. Cậu về đi. Tớ đau lòng lắm. Ngọc, Tớ yêu cậu. Nhưng tớ không yêu cậu. Tớ quý cậu vô cùng. Thử đoán xem tôi sẽ nói về chuyện gì nào. Chuyện sợ chuột phải không? Chuyện khóc trong thang máy. Chuyện cột tóc đuôi gà. Chuyện mít ướt. Cái gì vậy Minh? Đừng nói là chuyện ngủ quên tắt đèn nha. Các bạn nhầm rồi. Mà tại sao nhầm biết không? Không nói sao biết. Nói đi. Tại vì các bạn thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Ê, mà lãng mạn gì? Không biết. Để tôi gọi con. Mà lãng mạn là gì? Có ăn được không? Có đeo vô cổ được không? Có lãng mạn như phim Hàn Quốc không? Có phải là bắn một tiếng không? Ê, lãng mạn là một thứ không sờ được. Nhưng việc các bạn thiếu nó khiến tôi vô cùng lo lắng. Khiến tôi thấy các bạn khô khan lắm. Nhưng tớ không thiếu. Tụi con trai cũng vậy thôi. Không thiếu hả? Mời tuyết. Xin bạn hãy cho biết phút lãng mạn nhất của đời bạn là gì? Tớ là kẻ lãng mạn hàng ngày. Sáng nào tớ cũng ăn bánh trứng chè. Thế thì liên quan gì? Rất liên quan. Vì chè của tớ có rắc hoa bưởi. Hương bưởi bay thoang thoảng. Lãng mạn vô cùng. Tớ phản đối. Hương bưởi bay trong đêm và ở trong vườn. Còn tuyết ăn chè vào buổi trưa và ăn trong bếp. Vậy thì lãng mạn còn đâu? Tớ mới là người lãng mạn. Tớ không nói được đâu. Vậy mà cũng nói vô duyên. Không nói được, xem như không tính. Vậy bắt. Phút lãng mạn cao nhất của bạn là gì? Tớ đã từng nhặt một chiếc lá. Không. Tưởng gì nhặt chiếc lá nói. Lá ngoài đường cái gì vậy? Tớ từng nhặt ngoài đường. Mà tớ hái trong sân trường. Tớ ép nó vào cuốn sổ tay. Đó không phải là sến hoài à. Mà đó là lãng mạn đỉnh cao. Trong cuốn sổ tay của tớ chép những vần thơ học trò. Và trong đó tớ có chép về chân dung